Chào các bạn đến kênh xe bông cách 24 giờ. Rim X5 dọn nhẹ bóng len keng. Honda Rim X5 100 ở Malaysia tưởng làm mưa làm gió tại khu vực Đông Nam Á. Có tên gọi khác là C100 hay Rim 100 tại các thị trường khác nhau. Dù có tuổi nhưng sự trau chuốt của chú xe và chỉ cần dọn nhẹ chiếc xế đã trở nên cực kỳ len keng và đầy ấn tượng. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2013 vừa rồi, Honda Rim X5 100 quyền đội đã chính thức ngừng sản xuất. Chiếc xe cuối cùng đã được lắp ráp ra khỏi nhà máy sản xuất ở Butakawan, Malaysia. Kể từ khi dòng xe này ra đời từ năm 1987, nhà máy đã sản xuất khoảng 2.100.000 xe và nó đã lăn tỏa khắp nẻo đường trên đất nước Đông Nam Á. Xe được dọn với dàn áo tông màu xanh cực kỳ đậm chất làm chủ đạo. Dàn tem phong cách zin X5 đơn giản với dàn ốc ngâm lửa làm điểm nhấn nhẹ cho chiếc xế. Niềng nhôm Racing Boy, xe sạch đẹp len keng cho đến cả phần ngóc ngách nhỏ nhất của thắng đùm sau. Phần cánh bẩn cũng được tháo bỏ giúp xe trông gọn nhẹ hơn. Phần còn lại được trang bị cặp vỏ Michelin Citroen cao cấp. Xe được dọn đơn giản nhưng cực kỳ ấn tượng. Độ bóng bẩy của xe đem lại phải không nào? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhất subscribe.